Chào anh em, hôm nay em sẽ review cho anh em xem cái con máy cưa của hãng Makita. Cưa đĩa này sử dụng pin và roulette là công chữ than. Thì cái đĩa của nó là 165mm cái đường kính. Thì nó cái mã của nó là Makita DHS660. Mã này không có ở Việt Nam. Và thị trường châu Âu về thì nó dòng của nó là 5.000 vòng trên phút, thì đủ có khả năng rất là mạnh và động cơ không trở than rất là mạnh đó. Thì em sẽ cho anh em xem. Thì nó cái này là hút bụi, mình có thể lấy ra lấy vào cũng được, mà em lắp sẵn rồi cho nó dính luôn. Thì sử dụng hệ thống pin 18V của hãng Makita. Thì nó như thế này. Đó. Cái bàn nó bằng nhôm và cái điều khiển nghiêng 50 độ thì nó bằng nhôm. Thì nó rất là chắc chắn và rất là đẹp. Nhôm rất là dày nha. Thì nó cũng sử dụng cái kích thước từ 1 đến 17 thì đỡ anh em cưa. Thì ngang thì em sẽ điều chỉnh cho anh em xem đây là chế độ ngang nha. Cứng quá. Chào anh. Nói với chính quyền sơn cái bản đồ năm mươi này. Dạ là sao vậy? Thấy chạy cố qua chồng chồng. À, cô vô cha em là thôi chứ em đâu biết chính quyền. Bạn nói tôi nói. Dạ. Đó. Cái nghiêng 50 độ thì mình cắt nghiêng nha. Đặc biệt cái máy này thì mình nó sẽ cầm tay phải nó nghiêng cái lưỡi ở bên tay phải thì rất là tiện dụng, và nó có hệ thống báo pin của cái máy này. Thì đây cái pin thì nó che chắn ở bên dưới này, nó sắp xếp rất là gọn. Rồi nông sâu thì điều chỉnh hệ nông sâu cái chỗ này. Rồi em sẽ bấm máy cho anh em xem nó động cơ không chịu than. Nó có thanh điện nha anh em. Rồi ok, thì cái giá của cái máy này thì là 4 triệu chẵn nha. Anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 100. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.